Tao là Lam Mộc đây. Mày muốn chết hả thằng nhóc? Dám đánh tao à? Đúng là tôi đánh ông đấy. Đừng dừng lại, tiếp tục đánh đi. Được, mày gan lắm. Chức thiên hậu của mày coi như xong rồi. Mày chờ đấy. Ngươi bảo ai chưa hả? Đại tướng quân, tên Chu Lục Lăng này tự tiện xông vào doanh trại của tôi, còn đánh tôi, đúng là dĩ hạ phạm thượng. Xin đại tướng quân làm chủ cho tôi. Đồ khốn, ngươi tưởng bổn tướng quân ta mù à? Dám xúc phạm người thân hoàng gia trong doanh trại, ngươi chẳng sống rồi phải không? Lúc này Lam Ngọc đã tỉnh rượu được phân nửa, mới nhận ra mình vừa định ức hiếp Tề Vương Phi, nên mới bị lão Lục đánh. Mà em gái của Tề Vương Phi chính là con dâu của lão Chu, mình suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Tội thần đáng chết, tội thần đáng chết. Người đâu? Lam Ngọc vi phạm quân pháp, bắt được tù binh không báo cáo, xúc phạm người thân hoàng gia, kéo ra đánh 100 trượng. Tuân lệnh. Sau khi từ đạt xử lý Lam Ngọc, liền sắp xếp cho Tề Vương Phi và Hải Điệp một doanh trại riêng. Mẹ, mẹ không sao chứ à? Không sao, không sao rồi. Vừa nãy con nhớ tên Chu Lục Lăng đó nhé. Chính hắn đã cứu mẹ đấy. Vâng, con biết rồi, con sẽ nhớ hắn. Còn lão Lục, để sớm có được truyền quốc ngọc tỷ, ta phải đại bằng thảo nguyên đi tìm kiếm khắp nơi. Lão Lục, khi nào dạy ta chiêu này với? Ta không muốn giao tiếp với động vật, đây là kỹ năng hệ thống cho ta. Làm sao ta dạy ngươi được? Hay ta tặng hệ thống cho ngươi nhé. Được ca, cái này cần có linh tính, mà rõ ràng ngươi không có. Không dạy thì thôi, cần gì phải chê ta chứ? Không, ta không dạy đâu. Vài ngày sau, tại điện Phụng Thiên trong cung. Tốt, tốt lắm, phương bắc đánh thắng rồi. Lão đại, con đọc bản tấu này cho các đại thần nghe đi. Vâng. Thần từ đạt nhớ ơn hoàng thượng, dẫn quân bắc phạt, luôn ghi nhớ lời dạy của hoàng thượng, không dám chủ quan chút nào. Nhưng ba đạo quân của Đại Minh cách xa nhau, khiến việc truyền lệnh gặp khó khăn, lại bị hốt hốt tính toán, suýt gây ra sai lầm lớn. May mà Sở Vương nhận ra, lại nghĩ ra kế sách, biến tình thế bất lợi của quân ta thành thắng lợi, cuối cùng toàn quân trở về an toàn. Gì vậy, không phải đùa đấy chứ? Từ bao giờ lão Lục lại thông minh thế? Đúng vậy, không phải nói lão Lục là hoàng tử vô học sao? Điều này không giống với tin đồn chút nào. Thần từ đạt xin tâu lên bệ hạ, tổng kết tất cả chiến công trong lần bắc phạt này. Thứ nhất, Sở Vương dẫn đầu đội quân 1.000 người tiêu diệt toàn bộ kỵ binh viện trợ, cứu sống vô số dân chúng biên cương. Thứ hai, quân ta bao vây 10 vạn đại quân của Hốt Hốt, quân địch gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có Hốt Hốt, Mã Nhi, Bồ Hoa và một số tướng lĩnh thoát được. Thứ ba, thần bổ nhiệm Sở Vương làm đại tướng quân tạm thời, dẫn quân tiến về phía bắc cứu viện Tào Quốc Công Lý Văn Trung. Sở Vương không phụ lòng tin, cứu được Tào Quốc Công đang bị vây hãm. Tóm lại, đây là một chiến thắng lớn trong lần bắc phạt này. Sau khi Chu Tiêu đọc xong bức thư, cả triều đình đều xôn xao. Mô tả Sở Vương, hắn thật sự dẫn quân đánh bại kỵ binh Bắc Nguyên sao? Không chỉ có thế, còn dẫn quân ra Bắc cứu Tào Quốc Công nữa. Thật là trời phù hộ Đại Minh ta. Đúng vậy, đây là quân báo từ chiến trường, chắc không thể giả được. Sở Vương quả là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Trong lúc mọi người đang khen ngợi lão Lục, bỗng có một giọng nói bất hòa vang lên. Các ngươi nói xem có khi nào vệ quốc công muốn làm dạng danh con rể mình không? Mà nói như vậy cũng không phải là không có khả năng. Ta cũng có nghi ngờ như vậy. Nếu không thì Sở Vương chỉ là một đứa trẻ 10 mấy tuổi, dù có tài năng đến mấy cũng không thể chỉ huy đại quân được. Có khi chính là vệ quốc công muốn tăng thêm vốn liếng cho con rể mình, cố tình phóng đại sự thật. Chắc là đại tướng quân chỉ huy từ phía sau, để Sở Vương truyền đạt mệnh lệnh mà thôi. Triều đình vốn đã ồn ào, nay càng náo nhiệt hơn. Lão Chu cũng nghe thấy những lời bàn tán bất hòa này. Lão đại, bắt mấy tên vừa nói xấu Sở Vương đó, lôi ra đánh 50 trượng cho ta. Bệ hạ bất giận, họ không có ý xúc phạm, cũng là vì lo lắng cho Giang Sơn Đại Minh. Vạn nhất, thần nói vạn nhất thật sự là vệ quốc công chỉ huy từ phía sau, còn Sở Vương chỉ thực hiện thôi, thì công lao của Sở Vương không lớn như trong quân báo đã nói. Nếu để bệ hạ hiểu lầm rằng Sở Vương có tài năng như vậy, sau này phải hàn dẫn quân mà xảy ra sơ suất, đó mới là tổn thất không thể cứu vãn của Đại Minh. Thật không hổ danh là Lý Thiện Trường. Thủ đoạn chuyển hướng chủ đề này, quả thật đã đạt đến mức thuần thục, biến những lời chê bai thành lo lắng cho đại sự quốc gia. Quả nhiên chiêu này khiến lão Chu hơi do dự. Nếu vẫn trừng phạt họ, sẽ bị bách quan chỉ trích là oan uổng. Trung thần nói lời trung nghĩa. Báo, Tào Quốc Công quân báo, hãy đọc trực tiếp đi. Thần tuân chỉ. Thần dẫn đông lộ quân xuất phát từ Cư Dung Quan, ban đầu rất thuận lợi, nhưng khi đến Xương Hải, bị Hốt Hốt và Hạ Lạt Trương cùng nhau tính kế, rơi vào tuyệt cảnh, tổn thất hơn 1 vạn tinh binh. Thần phụ hoàng ân, nhưng khi thần đang tuyệt vọng, Sở Vương phái đại bằng mang thư đến trước mặt thần, khiến thần lại nhen nhóm hy vọng sống sót. Trong lần nguy khốn này, Sở Vương chỉ huy đại quân, điều phối có trật tự, lâm nguy không loạn. Sự phối hợp của đại quân vượt xa khả năng của thần. Thần nợ Sở Vương một mạng, thần vô cùng cảm kích. Đặc biệt viết thư này tâu lên hoàng thượng. Sở Vương có tài năng lớn, Đại Minh Giang Sơn vững bền, sông núi trường tồn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Anh họ làm tốt lắm. Lý tướng quốc thấy thế nào? Chẳng lẽ Tào Quốc Công cũng đang lừa dối ta? Nói quá lên sao? Thần đã nói bậy rồi. Thần có lỗi. Người đâu? Lôi mấy tên vừa rồi ra đánh 50, à không, 60 trượng. Bệ hạ tha mạng. Năm ngày sau, trong doanh trại của Từ Đạt. Cái gì? Ngươi nói Chu Lục Lăng bắt được một hoàng đế Bắc Nguyên hoàng gia à? Đúng vậy, Chu Tiền Phủ đã nói với anh họ như thế.
Hào tiểu tử, ngay cả tên hoàng đế Bắc Nguyên xảo quyệt cũng bắt được. Lần này để ta sẽ sắp xếp cho ngươi cưới Diệu Vân. Thực ra cái đó còn sớm, chỉ cần thúc công nhận con là được rồi. Ta không thể kéo dài thêm nữa. Bây giờ thằng nhóc này càng ngày càng xuất sắc. Sau này em rằng Diệu Vân sẽ không xứng nữa. Không còn sớm nữa, lần này về kinh, ta sẽ bàn chuyện hôn sự với bệ hạ. À phải rồi, bệ hạ có lệnh, cho ngươi hộ tống Tề Vương Phi và Hải Điệp Công Chúa về kinh. Dù sao họ cũng là hoàng thân quốc thích. Không vấn đề, còn ở một danh chạy khác trong đại doanh. Mẫu thân, đến Kim Lăng là có thể gặp được gì rồi phải không? Vì con là con dâu của Chu Hoàng Đế, chúng ta đến Kim Lăng chắc sẽ không sao đâu. Có lẽ sẽ được gặp gì con. Vậy thì tốt quá, ở Mạc Bắc chúng ta chỉ làm vương với cha thôi, đến Kim Lăng còn đỡ hơn. Đúng vậy, nghe nói lần này là Chu Lục Lăng hộ tống chúng ta đến Kim Lăng. Thật sao? Người truyền tin nói vậy. Nếu là Chu Lục Lăng hộ tống, an toàn của chúng ta càng được đảm bảo hơn. Đúng vậy, dù sao tên đó cũng khá lợi hại. Tề Vương Phi thấy con gái mình hào hứng, dường như nhận ra điều gì đó. Không biết Chu Lục Lăng này đã có vợ chưa nhỉ? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.